anh em, mình là Huy Long, chào mừng em quay trở lại với kênh review Transformers viên của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip review chi tiết tất tần tật về cái con Jet Kyo Oversight này. Thì phải nói về cái con này, mình sẽ nói luôn về nguồn gốc của nó nha. Cái con này thì là nguồn gốc là của Trung Quốc. Đúng thực tế là như vậy, thì nó là của Trung Quốc. Còn thực ra nó không phải của các những cái hãng mà như kiểu đã có tên tuổi như kiểu của BMW hay của Gia đâu. Nó là của một cái hãng Trung Quốc và mình đang nghĩ nó là của Tai Công Gian, một cái hãng làm Transformer KO, nói chung là chất lượng khá là mức trung bình, nếu chưa nói là kém. Tại vì thực sự là mình cũng thấy nó nhựa nó khá là lởm, và hơn nữa là cũng độ hoàn thiện sản phẩm rất kém, sơn cũng lởm luôn, mọi thứ đều ở mức trung bình, dưới trung bình đấy. Nhưng mà cái con này về cái mức giá của nó thì mình cũng nói luôn cho các bạn là cái thời điểm mình mua cái con này ở trên Shopee nhá. Trên Shopee thực ra là cũng có một bạn đã từng mua, thì mình cũng vô tình thấy bạn ý có đăng khoe lên thì mình cũng hỏi và cũng xin link, thì bạn đó cũng nhiệt tình chỉ bảo cho cái link đó và mình cũng mua được, và sau đó mình cũng sơn lại và mình đăng lên khoe lên nhóm, thì sau đó là cũng rất nhiều các bạn cũng xin link mua. Thế thành ra là cái ông shop đấy ở cái shop đấy ở bên Trung Quốc nha, là nhờ qua mình mà thành ra là bán được hết hàng cái con này luôn đấy, xong rồi là xóa sản phẩm luôn. Là như vậy. Thì mình cũng nói luôn cái mức giá con này lúc mình mua nó rơi vào khoảng 500, hơn 500 nghìn đấy. Cả tiền ship về Việt Nam là hơn 500 nghìn. Đấy. Thì thực ra mình thấy cái giá đấy là cao đấy. Cái giá đấy so với cái sản phẩm mà nhận lại là giá là cao. Nó chỉ đáng cỡ 300 nghìn thôi. 300, 300 rưỡi thôi. Là hợp lý rồi. Có khi vẫn còn cao ấy. Chứ còn con này bán tận hơn 500 thì là không đáng tí nào. Tại vì sao? Tại vì như mình nói rồi, cái con này nhựa nó rất là kém nhá. Nhựa nó rất là kém, mỏng, dễ gãy. Và quan trọng nữa là khi các bạn mua về thì màu sơn gốc của nó sẽ không như thế này đâu. Màu sơn gốc không như thế này đâu. Mà tại vì đây là mình đã sơn lại rồi, mình sơn lại toàn bộ rồi, thì mình cũng nói cho các bạn biết là cái màu sơn gốc của nó là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây nha. Và có những cái lửa, vân lửa màu đỏ, và có những cái chi tiết màu vàng. Đấy, đấy là cái màu sơn gốc của cái con này. Thì thực ra mà mình tại sao mình mua con này là tại vì cái nó là cái bản oversize, nó phóng to lên. Thì cái thiết kế này nó vốn là của con Strip Size Deluxe của hàng chính hãng từ lâu rồi, cũng có lâu rồi. Thì cái bản này nó là cũng dựa vào trên cái mẫu thiết kế đó, nó phóng to lên thôi. Và nói chung ý là nó phóng to lên thì mình thấy là tỷ lệ phóng to này nó cũng khá là hợp lý. Khi mà chúng ta cho con này đứng ở cạnh những cái mẫu như là LS05 Grimlock đấy, hoặc là LS11 Scorn thì sẽ khá là hợp tỷ lệ. Chính vì vậy mà mình đã mua con này. Và mua về thì mình cũng xác định là sẽ sơn lại toàn bộ rồi. Tại vì là cái màu sơn gốc nó rất là xấu như mình đã nói đấy. Đấy, thì các bạn, trước mặt các bạn đây là một cái phiên bản mà mình đã sơn lại toàn bộ rồi. Thì nói chung là cũng không phải là giỏi giang gì trong việc sơn, nhưng mà nói chung là mình cũng tự học hỏi qua YouTube, rồi học hỏi qua một số anh em bạn bè, thì nói chung là mình cũng sơn được ra như thế này. Thì cũng khá là nhiều anh em là khen đẹp, thì mình cũng xin cảm ơn. Cảm ơn anh em đã có lời khen, cũng là cái lời động viên rất là lớn đối với mình. Mặc dù là mình thấy là cũng không, chưa gọi là thực sự là hoàn hảo. Rồi, thì về cái con này mình sẽ review chi tiết nó, về cái độ nhựa, về cái chất lượng nhựa của nó cũng như độ hoàn thiện thì mình cũng sẽ nói hết luôn. Và thực sự là con này bây giờ các bạn mà có muốn mua ấy, thì nếu mà có mua thì mình cũng khuyên là các bạn sẽ phải nên sơn lại, chứ cái màu gốc của nó thì chối tỉ lắm. Mình thì sơn lại rồi, nhưng mà các bạn quan tâm có thể lên Google các thứ tìm cái con này gõ, mà cũng không biết gõ tên như thế nào để tìm ấy. Nhưng mà nói chung là các bạn cứ gõ Strip KO Oversize thì có lẽ sẽ ra. Cái màu gốc của nó rất là tệ luôn, nhìn phát khiếp luôn. Rồi, không dài dòng nữa, thì bây giờ mình sẽ làm review cái con này luôn. Transform nó thành cái dạng robot, à dạng khủng long. Rồi thì mình sẽ bỏ cái đế xoay này đi. Đó, thì nhân tiện luôn cái đế xoay này mình mua 250. Bạn nào có nhu cầu thì đi lên mạng thì mua thôi. Rồi, trước tiên thì nói về cái tỷ lệ của con này nha. Cái con này như mình đã nói thì nó khá là to, phóng lên oversize. Thì các bạn có thể thấy là bàn tay mình đây là bàn tay người lớn thì sẽ như thế này. Đó, nó cỡ như thế này bàn tay của mình. Đấy. Thì con này mình chưa đo chiều cao cụ thể, nhưng mà mình có thể áng được cho các bạn này. Tại vì một găng tay của mình là rơi vào khoảng 23 cm. Một găng tay mình căng mét như này là 23 cm. Đấy, thì từ đây lên đây là một đoạn, thì nó sẽ rơi vào khoảng 5 cm. Như vậy con này là nó khoảng 28 cm các bạn nhé.
tầm đấy đấy, 28cm là tính từ chân cho đến cái điểm cao nhất là cái điểm này nhá. Còn cái cánh mà bung xòe lên thì không nói gì rồi, mình đang nói từ chân cho đến lên cái điểm cao nhất ở trên này là 28cm đấy. Về phụ kiện của nó thì thứ nhất là có một cái cây súng như thế này, giống như ở trong phim đấy, một cái cây súng như này. Và cái cây kiếm này thì mình không thấy nó sử dụng đến đâu, có không nhỉ, hay mình không nhớ rõ nhỉ, trong không biết là trong phim Transformers phần 4 nó có sử dụng cái kiếm này không nhỉ, thì mình không nhớ rõ nhá. Nhưng mà đại khái là có thêm một cái kiếm như này và có hai cái tên như thế này thì nó sẽ lắp vào cái chỗ này này, nhưng mà tuy nhiên nó dài quá cho nên mình tháo ra thì nó có thêm hai cái món như thế này đó. Thì đấy là toàn bộ phụ kiện vũ khí của nó rồi. Thì cái con này ấy, thì để mà nói về khớp của nó thì có lẽ là không, đương nhiên là không có khớp nẩy rồi, tại vì từ bản gốc cũng đã không có khớp nẩy rồi. Nhưng mà mình thấy là khớp nó cũng không phải là quá lỏng lẻo như kiểu không pô được cái gì cả, mà nói chung là khớp nó cũng có một cái độ rít nhất định đấy. Không, nó rít thật chứ không phải là do mình sơn lại mà nó rít đâu, nó cũng có một độ rít nhất định. Trừ cái cổ này này, trừ hai cái cổ này là nó lỏng quá, thực sự rất là lỏng đây. Đại khái là cái này này đó, đó nó khá là lỏng đó, tức là cái khớp ở đây này là nó lỏng lắm rồi. Thì cái con này ấy, mình sẽ so sánh với cả, mình sẽ tháo vũ khí ra cho đỡ vướng nha, sau đó mình sẽ so sánh tỷ lệ luôn với cả một số các cái mẫu mà các bạn có thể quan tâm để có thể áng được là cái tỷ lệ của nó có phù hợp không, để có thể các bạn đưa ra quyết định là có mua nó hay không. Rồi thì mình tháo bớt vũ khí ra cho nó đỡ cồng cành ấy đó. Và con này không có led lủi gì đâu nhé, cái mắt này là mình cũng sơn màu xanh cho nên trông nó có thể nó hơi sáng thôi chứ nó chả có đèn led lủi gì đâu. Rồi trước tiên là mình sẽ so sánh với cả một số cái mẫu, ví dụ như là mẫu Dynamut của Huy Giang nhé. Thì đây, đây là cái con Snap của Huy Giang thì nó như thế này, và đây là cái con Slug của Huy Giang đó, thì có thể các bạn thấy là tỷ lệ nó như vậy đó. Đó là những con của Huy Giang, à con Dynamut của Huy Giang, và một con nữa thì đây, nó là cái con Scorn cũng của Huy Giang đó, thì nó tỷ lệ như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh với cả cái mẫu Op UTR02 cho các bạn dễ hình dung. Thì đây, cái mẫu Op UTR02 là nó rơi vào khoảng 28cm, thì các bạn có thể thấy là nó cao xem. Thực ra trong Op trong phim nó sẽ nhỏ hơn nhiều đấy, thì tỷ lệ như vậy. Rồi mình sẽ thử so sánh với cả một cái mẫu Bumblebee nhá cho các bạn xem. Đây là cái mẫu Bumblebee, nó bi này là mẫu Bumblebee LTS03C đó, thì hình như cái mẫu này nó là một tỷ lệ 1:1 so với cả MPM3 đấy đó. Thì nó như thế này đó, Bumblebee. Rồi tiếp theo mình sẽ so sánh với cả cái mẫu LS05 đó. Đó là cái con Grimlock đấy mà mình nói đầu clip là nó sẽ hợp tỷ lệ, thì để cho các bạn xem nó hợp hay không. Đấy thì các bạn có thể thấy là cái con Grimlock nó rất là to, nó cao hơn đây, thì mình nghĩ là tỷ lệ này nó sẽ hợp với phim đấy, tại vì con strip này nó sẽ nhỏ hơn một chút so với cả con khủng long bạo chúa Grimlock. Rồi mình sẽ để luôn cái mẫu LED 11 lên để tương quan ba con cho các bạn quan sát. Rồi các bạn có thể thấy là LED 05 strip KO oversize và LED 11
thì trong phim ấy thì cái con Lấy Đất 05 à, cái con Grimlock và con Scorn thì nó xem nhau về tỷ lệ, hình như con Scorn này có nhỉnh hơn cơ đó, và cái con Strip này thì nó sẽ nhỏ hơn cả hai con này, thì các bạn có thể quan sát thấy là tỷ lệ như vậy, thì mình nghĩ là tỷ lệ này cũng khá là hợp đó. Rồi, nói chung là nếu mà hãng nào đó làm thêm một cái con Snook cây hộ oversize nữa thì đúng đủ bộ tứ xuất hiện trong phim thì quá đẹp, bốn con này đứng lại với nhau thì quá đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ transform cái con strip cây oversize này sang dạng khủng long để xem nó như nào nhé. À, trước tiên ấy thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem về cái bộ cánh của nó cũng như là các cái khớp của nó. Thì đây, để mà nói về cái con này, trước tiên là phải nói về cái độ hoàn thiện sản phẩm của cái con này, nó rất là kém nha. Thực ra là mình đã gọi là có những cái chỉnh sửa rồi, à mình fix rồi, chứ còn lúc đầu nó rất nhiều các cái ghẻ này rồi nhựa thừa các thứ, và mình đã phải fix nó đi rồi, sau đó thì mình mới sơn được như thế này. Và hơn nữa là mình phải nói cho các bạn biết là về cái độ sơ sài của con này, độ hoàn thiện của con này. Đây, ví dụ như cái tay này, các bạn thể nhìn thấy nó rất là thô. Đây, nhìn trực diện nhá thì có thể nó đỡ hơn, nhưng mà khi các bạn nhìn ngang một chút thì các bạn thấy hoàn toàn cái này rỗng này, hoàn toàn chỗ này là rỗng luôn, nó rỗng đó, nó rất là xấu. Bên này cũng vậy, nó rỗng rất là xấu luôn. Và nhìn từ đằng trước ấy thì cái phần này nó cũng rỗng này, nhìn thấy luôn, lộ luôn là rỗng. Thực ra mình cũng biết là chỗ này nó liên quan đến cái khớp của cái con này, cái cổ này, cho nên là nó phải để rỗng này để có thể dịch chuyển được. Nhưng mà tuy nhiên là nếu như làm thêm một cái part đây, lúc mà dạng robot có thể đậy lại che đi thì nó đỡ hơn đó. Còn về đằng sau lưng thì bộ cánh nó đây, bộ cánh nó thì có thể gập lại được như thế này, gập lại được như thế này, và nó chỉ có hai cái part thôi. Ví dụ như cái con strip của Wayzang thì nó chia làm ba part cơ, thì cánh nó gập nó đẹp hơn, nhưng mà cánh này nó chỉ có hai cái part này thôi đó. Thì mình cũng sẽ xòe cánh ra cho các bạn xem. Đó thì bộ cánh của nó thì mình cũng đã sơn lại cái cánh kiểu xước xước như này rồi. Nếu như mà cái bộ hai cái cánh này nó xòe ra mà thẳng tưng như này thì nó cũng khá là dài. Đấy các bạn thấy thấy. Ở đây này, màu xanh của nó đây này. Màu xanh gốc của nó là màu xanh lá cây như này này. Đấy thì các bạn có thể thấy là cái cánh của nó khi mà xòe ra thì nó sẽ dài như này. Đó, khá là dài, mà đương nhiên là cũng bầu như này thì sẽ rất là tốn chỗ. Và cái đuôi này nó là nhựa cứng nhá. Cái đuôi này là nhựa cứng chứ không phải là nhựa mềm như kiểu những cái mẫu khác, mà đuôi là nhựa cứng. Đó, và cái đằng sau này nó cũng rỗng này. Đây. Cái phần chân này đằng sau nó cũng rỗng luôn. Mặc dù cũng mình biết là cái chỗ này nó là để gập lại trong lúc transform thì sẽ gập lại cái này. Đấy. Và một cái điểm gọi là rất là vớ vẩn của con này nữa, đó là cái cổ của nó là một cái part. Nó là một cái part và nó cứng luôn, nó không thể xoay được cái cổ đây này. Tức là toàn bộ cái phần đầu này và cái part ở đây nó là một miếng nhựa. Đấy. Cho nên là cái đầu này nó cứng đờ như này, nó không thể xoay kiểu gì được, không xoay trái xoay phải, lên ngẩng lên xuống được, nó cứng đờ như này luôn. Đó. Và mình sơn cả cái mắt này màu xanh luôn, mặt này màu xanh luôn. Cho nên là khi nhìn qua ánh sáng nó phản vào trông như kiểu nó đang sáng lên led lùng ấy, nhưng mà không phải đâu. Không có led gì ở con này cả. Rồi. Thì là như vậy. Nói chung là khớp thì nó không phải là quá lỏng lẻo, nó cũng có cái độ rít. Nhưng mà nói chung là chắc là chơi nhiều nó sẽ nhanh lỏng thôi. Cái con hàng cây này cũng không quá nhiều gọi là cái hy vọng gì của con này cả. Và một điểm nữa mình phải nói về cái con này là khớp nó rất mỏng nha. Ví dụ như thế này, cái khớp háng này của nó này, các bạn có thể nhìn cái thanh thanh nhựa này nó rất là mỏng luôn, nó rất là mỏng. Cho nên là lúc mà mình chưa sơn ấy thì mình cũng đã phải dùng keo 502 mình bôi quanh
tức là cái phần chân gốc này nó chưa bị nứt gãy gì cả, nhưng mà mình bôi quanh một vòng mấy lượt đó để cho nó dày cái nhựa nó lên đó, để mục đích là để cho nó chắc hơn, nó đỡ bị gãy hơn. Thực ra đấy là cái suy nghĩ, cái ý tưởng của mình thôi, chứ còn thực tế thì không biết là có tác dụng không, nhưng mà chắc là cũng có đấy, tại vì như kiểu mình bồi đắp thêm vào cái phần gốc của nó ấy. Đấy là như vậy. Ngoài ra cái phần sau lưng cánh là mình bồi thêm cả keo đấy. Thì nói chung cái con này sơn xong như này thì mình cũng trưng thôi, mình ít chơi thôi thì có lẽ là cũng sẽ giữ được bền, chứ còn chơi nhiều thì chắc là cũng sớm muộn nó hỏng cũng gãy thôi. Đấy rồi, bây giờ mình sẽ đây nhá, thì tiện đây mình cũng nói qua về sơn một chút, tại vì có lẽ là nhiều anh em cũng hỏi là anh sơn như thế nào. Thì thực ra là cái mình cũng không phải là mình chuyên nghiệp về sơn đâu, mà mình cũng tự học hỏi qua mạng thôi, qua YouTube các thứ thôi, và qua những người chơi thôi, chứ mình cũng không có bài bản cũng, và cũng không có đầu tư kỹ về sơn đâu. Thì thực tế là cái màu xanh này, cái màu xanh kiểu như này, tại vì bản thân cái con này trong phim là mình thấy có những cái màu xanh, thì mình dùng cái bút sơn này nhá, đây nó chính là cái màu xanh này gọi là xanh blue metallic ấy. Đấy, nó là mã là GM17 nhá. Thì mình dùng cái bút này, sau đó mình dùng cọ, mình quét đi, thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng xanh như thế này. Đó. Còn trước tiên ý, là các bạn sẽ phải phủ toàn bộ con này là một màu sơn đen. Phủ toàn bộ nhá, tất cả là phủ sơn đen, sau đó là mình mới bắt đầu phết lên, dùng cọ quét lên. Và những cái màu bạc như này thì mình dùng cái sơn màu bạc của Samurai. Nó là cái loại sơn kháng xăng, nó sẽ bám rất là tốt và nó bền. Đó, thì như vậy. Rồi, không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ transform nó sang dạng robot nha. Transform thì con này vài bước thôi, đơn giản thôi. Trước tiên thì chúng ta ấn cái đầu này xuống này. Đó, trước tiên chúng ta ấn cái đầu này xuống. À, quên chưa nói với các bạn chi tiết nữa, đó là mình có mốt thêm hai cái. Mình có mốt thêm hai cái sừng ở hai bên này. Hai cái gai này. Đây, những cái này là mình mốt thêm, nó là bằng nhựa mềm. Đó. Đấy, mình mốt thêm trông cho như kiểu nó đẹp hơn ấy. Mình có mốt thêm mấy cái đó. Rồi, trước tiên transform con này thì chúng ta sẽ hai cái đầu chúng ta sẽ lấy và gạt nó lên như vậy. Đó. Tiếp theo là hai cái tay này, chúng ta giang cái cánh ra, và ở tay này thì nó sẽ có cái chỗ cài này, đây nó sẽ có cái chỗ cài này, chúng ta cài cái lỗ này là xong, rất là đơn giản thôi, tại vì con này nó vốn là từ cái size Deluxe ấy, nó chan rất là đơn giản. Rồi, tiếp đến bên này cũng như vậy thôi. Đấy, và cái nhựa đây rất là mỏng này. Cái nhựa mà phần từ đây nối vào cái phần khớp tay này, nó rất là mỏng. Cho nên là anh em có chơi con này thì phải, có lẽ là nên nhẹ nhàng hoặc là bồi thêm keo như mình. Đó. Đấy, chỉ có như vậy thôi các bạn. Transform con này nó chỉ có vài bước như vậy thôi. Thì thực ra cái dạng khủng long này mình thấy cũng chưa được giống phim cho lắm. Đấy, có vài bước như vậy thôi, rất là đơn giản. Thì đây chính là cái dạng khủng long của nó.
À đấy, mình quên cho nó một điểm trừ nữa nhá. Đấy là cái mồm khủng long này ấy, nó không há được đâu. Cái mồm khủng long này nó không há được, nó chỉ là cứng như này thôi. Toàn bộ cái này nó là một cái pad, toàn bộ cái nửa bên đầu này nó là một pad. Đấy, hai cái pad nó lắp lại thành cái đầu này thôi, chứ nó không phải là cái hàm này nó không há được đâu. Đó, đó là một điểm trừ. Nếu như hồng mồm này há được thì nó sẽ chi tiết hơn, đẹp hơn. Rồi, thì đấy, đây là cái dạng khủng long bay đây. Mình dơ các bạn xem. Cánh nó hơi dài cho nên mình không... Đây, đại khái đây. Đó, thì đây là cái dạng khủng long bay. Nó transform thì đơn giản vậy thôi. Đó là từ Sunny Luck mà. Đấy. Rồi, thì nói chung ấy là kết luận lại thì các bạn nếu mà muốn mua cho đủ bộ Dinobot trưng dạng robot đẹp thì các bạn có thể nghiên cứu mua con này được và về sơn lại. Chứ còn các bạn để màu gốc của nó thì nhìn chối lắm, thực sự luôn, chối cực kỳ luôn ấy. Đấy. Thì sơn lại, hoặc nếu các bạn không sơn lại được, không có thời gian sơn thì có thể đi thuê sơn, người ta sẽ sơn lại giúp cho các bạn. Chứ còn chơi cái màu gốc nó vừa không giống phim mà nó vừa không đẹp. Rồi, thì clip của mình kết thúc ở đây nhá. Nói chung là cái con này thì kết luận của mình thì chả biết nói như thế nào, nhưng thực sự là nếu mà mua về các bạn đầu tư sơn hoặc là nhờ người khác sơn cho thì trưng ở dạng robot đứng với cả hai con kia thì thực sự là đẹp ấy. Tại vì mình lúc mà mình đăng cái ảnh đó lên nhóm Chan Fan thì được chia sẻ rất là nhiều, và nói chung là mọi người cũng thấy mọi người khen đẹp, tỷ lệ nó hợp đó. Rồi, clip review cái con này của mình kết thúc đấy nhá. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn cứ để bình luận ở dưới video này, mình sẽ xem và mình sẽ trả lời các bạn nhé. Bye bye.